Câu hỏi muôn thuở, vì sao nước ngoài lạnh âm độ vẫn không rét man rợ bằng Việt Nam chỉ 10 độ C? Nhiều người ở các nước Bắc Âu sang Việt Nam cũng thừa nhận rằng cái giá lạnh ở đất nước của họ hoàn toàn không khắc nghiệt như Việt Nam. Những ngày này, miền Bắc của chúng ta đang trải qua cảnh trời rét căm căm, chỉ ước được ở nhà đắp chăn cho ấm. Trong khi, nhiệt độ ngoài trời mà các chuyên gia dự báo hoặc thậm chí đo bằng nhiệt kế là khoảng trên dưới 10 độ C, ai cũng kêu lạnh tê tái cõi lòng. Thế nào cũng có vài người bĩu môi, ủa thế ở nước ngoài, lạnh xuống đến âm độ, chắc người ta không ra đường đi làm được luôn mà ở đó kêu than. Tôi từng bắt gặp ở đâu đó trên mạng xã hội câu hỏi như thế này, mấy đứa bạn mình đi Nga, Anh hay Hàn Quốc, Nhật Bản đều chia sẻ rằng bên đó nhiệt độ xuống đến âm độ C nhưng cảm giác không khắc nghiệt như mùa đông Việt Nam. Vì sao lại thế nhỉ? Quả đúng như vậy, nhiều người ở các nước Bắc Âu sang Việt Nam cũng thừa nhận rằng cái giá lạnh ở đất nước của họ hoàn toàn không khắc nghiệt như Việt Nam. Anh chàng Timur Fainov, 26 tuổi, làm người mẫu ảnh và giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, từng cho biết anh sinh ra và lớn lên tại xứ sở Bạch Dương. Nước Nga xa xôi, dù đã quá quen với những mùa đông băng giá tuyết rơi ngợp trời nhưng anh vẫn phải co ro trong tiết trời mùa đông của thủ đô Việt Nam. Để giải thích cho sự lạ ấy, người ta chú đến hai yếu tố là nhiệt độ và độ ẩm. Có một cư dân mạng giải thích như thế này, ở những nước ôn đới, vào mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp nhưng do độ ẩm thấp nên cảm thấy dễ chịu. Ở Việt Nam, chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh cộng với độ ẩm cao nên cảm giác giá rét và khắc nghiệt hơn. Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng mình vừa tắm xong nhưng không thèm lau khô người và chạy ra ngoài sẽ thấy lạnh hơn so với người đã lau khô. Trang Renaissance đã có một bài giải thích cực dễ hiểu về mối quan hệ giữa hai yếu tố này với tiêu đề độ ẩm và nhiệt độ, mối liên hệ kỳ lạ mà bạn nên biết. Trong đó, tác giả cho biết độ ẩm cao và nhiệt độ nóng làm cho mùa hè ở Woodbridge, bang Virginia, Mỹ trở nên ngột ngạt, trong khi độ ẩm thấp gây ra một loạt các khó chịu khác vào mùa đông. Hiểu được cách thức hoạt động của độ ẩm sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý mức độ thoải mái tối ưu mong muốn trong bất kỳ mùa nào. Độ ẩm không khí là gì? Độ ẩm là sự hiện diện của các phân tử nước trong không khí. Khi không khí ấm hơn thì độ ẩm có thể sẽ cao hơn vì không khí có thể chứa nhiều nước hơn ở nhiệt độ cao hơn. Nếu không khí trong nhà ấm áp, nó cũng sẽ có khả năng giữ ẩm nhiều. Việc xác định lượng ẩm trong không khí khá đơn giản nhờ các thiết bị hiện đại ngày nay. Không khí lạnh không thể giữ được nhiều độ ẩm, vì vậy nếu trời lạnh, độ ẩm sẽ giảm rõ rệt. Độ ẩm trong thời tiết lạnh. Trong thời tiết lạnh, độ ẩm tăng cao sẽ khiến bạn cảm thấy lạnh hơn. Quần áo giữ ấm cho cơ thể bạn bằng cách giữ một lớp khí ấm nhỏ xung quanh bạn. Nhiệt độ cơ thể của chính bạn làm ấm không khí và chiếc áo ấm áp của bạn mới là thứ giữ nó ở lại bao bọc cơ thể bạn. Cơ thể bạn sẽ không đổ mồ hôi khi trời lạnh, nhưng độ ẩm từ không khí có thể tạo độ ẩm trên da của bạn và gây ra hiệu ứng lạnh. Nếu độ ẩm quá cao, hơi ẩm có thể thấm vào quần áo của bạn,